場ありがとうございます。Rồi, xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CB. Kính chúc mọi người có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ và thật nhiều may mắn nhé. Thì hiện tại là mình vừa mới đi làm về nè mọi người. Thì mình cũng quay cho mọi người xem về cái khung cảnh buổi tối xung quanh á. Thì hiện tại là bây giờ là 3 giờ 28 phút rồi mọi người. Thì hôm nay là mình đi làm. Mình đi làm là từ 7 giờ 30 sáng ngày hôm qua. Mà tới bây giờ là gần sáng nữa rồi mọi người. Gần sáng ngày hôm nay nữa rồi. Còn mấy tiếng nữa là sáng rồi. Thì mình vừa mới về tới đường vô nhà trọ của mình đó mọi người. Thì hôm nay là Hancho đưa mình về bằng xe hơi. Mình xuống ngay ngã ba này. Rồi sẵn tiện á là mình tấp vô chỗ này. Thì mình ngồi á, mình tâm sự giao lưu với mọi người một tí. Tại vì nếu bây giờ mà mình về phòng á, mà mình quay video, mình nói chuyện á, là sẽ ảnh hưởng đến những người bạn cùng phòng mình đó mọi người. Do đó thì mình ngồi ngoài đường á thì mình cũng giao lưu với mọi người một tí, chia sẻ với mọi người một tí. Còn thì tại vì do là mình nghỉ lễ 2 bữa rồi mọi người, thì đáng lẽ là nghỉ 4 bữa, nhưng mà tại vì trong công ty mình á có một cái hàng gấp là mấy cái ngày nghỉ lễ là người ta sơn á mọi người, người ta sơn không có kịp, sơn từ đầu tuần cho đến là 2 ngày nghỉ lễ vừa rồi luôn. Là hôm nay là Chủ nhật nè, ngày hôm qua là mình đi làm tới hôm nay là khuya nè mọi người. Thì bây giờ là rạng sáng rồi, bây giờ là Chủ nhật nè. Thì tại vì ngày thứ hai á là sẽ giao cái sản phẩm đó, chuyển cái sản phẩm đó đi, nào giao cho đối tác. Do đó là phải cố gắng làm xong luôn á mọi người, làm xong luôn á là mới được về. Đó, do đó thì cũng mệt lả đuối người luôn. Xong một ngày, ngày hôm qua là ngày thứ bảy mọi người, là thứ bảy là trong cái ngày lễ Ubon, là cái ngày đó mình tăng ca mọi người, là đến ngày hôm nay là hiện tại là bây giờ là 3:30 sáng ngày Chủ nhật. Thì mọi người tính đi, một ngày mình làm là có 3 mức lương luôn mọi người, ông rất là khó tính luôn, không biết tính sao luôn, để công ty tính. Thì từ sáng mà 8 giờ cho đến 5 giờ chiều của ngày thứ bảy hôm qua là mình sẽ làm theo cái lương của ngày lễ, theo lương của ngày lễ. Rồi từ 5 giờ chiều mình làm tới 10 giờ tối. Đó là mình sẽ là tính theo là cái tiền tăng ca của ngày lễ. Tăng ca của ngày lễ là nó cao hơn tí rồi đó mọi người. Nó cao hơn cái lương của ngày lễ một tí rồi. Rồi bắt đầu từ 10 giờ, từ 10 giờ của ngày hôm qua cho đến bây giờ mọi người. Cho đến bây giờ mình về mình bấm thẻ là 3 giờ mấy mọi người, 3 giờ 15 á. Xong là 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ là 5 tiếng đó mọi người. 5 tiếng là mình làm đêm khuya là lương nó sẽ khác nữa. Đó, do đó thì một ngày mình làm 18 tiếng luôn mọi người. Từ khi mình qua Nhật đến bây giờ chỉ có duy nhất đúng một lần này luôn. Thì cái năm trước mình có làm một lần là tới 12 giờ về mọi người, 12 giờ đêm. Nhưng mà lần này là lần khuya nhất luôn. Lần này là làm tới 3 giờ sáng mới về. Mà về một mình đâu dám leo núi đâu mọi người. Ông mình chạy xe đạp một mình sao dám leo núi lên. Do đó là nói anh Trò. Ông anh Trò đưa mình về. Thì anh Trò nhà cũng đi theo cái đường này được á mọi người. Nên là nói chung ở trong xưởng người Nhật á, mình làm khuya là nói ai á thì cũng sắp xếp đưa mình về à. Chứ không có cho mình về mình đâu mọi người. Đó, do đó thì mình vừa mới về tới đây. Đó thì do thế thì lâu lâu thì có một cái ngày làm mà lã người mà mọi người thấy không? Nghe cái tiếng mình giờ nói chuyện cũng không muốn ra hơi luôn á. Mệt ơi là mệt luôn. Nhưng mà cũng cố gắng để làm sao mà làm xong cái sản phẩm cho công ty á mọi người. Thì làm xưởng mình làm 6 người là có thêm người Việt Nam nữa. Nhưng mà tới 5 giờ là người Việt Nam nó trốn về rồi mọi người. Là người làm chung với mình. Rồi xong là chỉ còn có mình với lại 4 người Nhật đó là 5 người. Là kiên trì làm tới giờ luôn rồi mọi người, là xong luôn rồi đó, làm xong luôn sản phẩm đó rồi. Đó, tới giờ về thì chắc là bây giờ là quay video chia sẻ mọi người một tí, rồi lát về tắm, chắc là tắm rửa đồ xong rồi chắc là ngủ, chắc là nguyên cái ngày hôm nay là ngày Chủ nhật là chắc ngủ luôn, không có mọi người, không có đủ sức để quay video chia sẻ cho mọi người nữa rồi. Do đó thì bây giờ mình ngồi đây mình chia sẻ cho mọi người luôn.
Không, mọi người nói chung là làm cố gắng giúp cho công ty như vậy mà thấy công ty dở quá mọi người. Không có giống như là lúc trước mình thấy làm ca đêm á, thì giám đốc mua cơm rồi vô, còn này là không có luôn mọi người. Luôn là hai anh trò với lại là ba người bình thường như mình đâu, mà anh trò nhỏ thì nói chung là nó được hơn là anh trò lớn. Anh trò lớn là nó chịu trách nhiệm á, nó cứ cái gì cũng đợi giám đốc không à mọi người. Làm mà tới 10 giờ luôn rồi mà chưa có đối lã người luôn, mà giám đốc không nói năng bị cơm nước hết, không cho cơm gì hết. Xong rồi làm hồi tới 10 rưỡi xong rồi mọi người chịu đâu nổi nữa đâu, xong anh trò nhỏ nó mới nói bây giờ đi nghỉ, đi ăn cơm, nghỉ xả hơi rồi đi mua cơm ăn. Là tự mọi người đi mua cơm luôn, còn công ty không nói năng gì hết, không biết là có cho cứ cơm hay không. Nhưng mình thấy công ty quá tệ luôn mọi người. Ông nói là anh em tăng ca để hoàn thành sản phẩm cho công ty, mà công ty chả quan tâm chăm sóc sức khỏe gì hết. Có lúc chiều á, lúc chiều thì giám đốc có là mua kem nè, rồi mua nước vô cho anh em xả hơi, ăn kem với lại uống nước. Tại hôm nay là ngày nóng, mọi người thấy không, áo của mình nè, bây giờ nó thành màu màu vàng luôn rồi nè mọi người. Chứ không phải là tại vì đổ mồ hôi ra, rồi mình làm á thì sắt nó dăng vô mọi người, mài nhiều. Tại này là hoàn thành sản phẩm mà, không không có hàng nhiều mọi người. Chứ là lắp ráp là sản phẩm sơn rồi á, thì mình lắp những cái linh kiện khác vô là phải mài sơn đồ này nọ, cho là dính vàng cái áo luôn. Không, và áo ướt từ sáng đến chiều luôn rồi mọi người. Đó, do đó thì ở Nhật thì đôi lúc á làm thì có những cái giây phút như thế này. Ở Việt Nam thì từ đó giờ mình chưa bao giờ mình làm công xưởng á, nên mình không có biết cảm giác mà làm tăng ca trễ như thế nào hết. Nhưng qua Nhật á thì mình thấm lắm mọi người. Đâu, hai lần rồi, lần này lần thứ hai về gần sáng luôn rồi. Đó, do đó thì ngày hôm nay á thì đi làm về khuya thì cũng là ngồi nán lại một tí chia sẻ cho mọi người. Tại vì có một số bạn hỏi mình có làm video hôm nay, có là hôm qua có làm video không, thì mình nói ngày nào mình cũng ra video hết, nhưng mà do mình bận làm nên là thất hứa với mọi người rồi. Hôm qua là ngày thứ bảy mọi người, là mình làm suốt luôn tới giờ. Hôm nay là sáng chủ nhật rồi nè, 3 giờ mấy sáng, 4 giờ sáng chủ nhật rồi đó. Giờ nên thì bây giờ đâu có đăng lại video cho ngày hôm qua được đâu, mình đâu có đăng trước đâu mọi người. Mình quay hàng ngày rồi mình về rồi mình sửa mình đăng cho mọi người luôn, chứ mình đâu có đăng trước đâu. Trừ khi mà có việc gấp gì lắm á, thì mình mới đăng trước. Mình không có định là làm tới giờ này đâu, mình nghĩ làm tới khoảng là 5 giờ chiều thôi rồi dừng. Rồi bắt đầu là ngày hôm nay là mọi người, sáng ngày nay là chủ nhật làm tiếp. Nhưng mà không ngờ là sẵn trớn rồi cho làm luôn, làm xong sản phẩm luôn rồi về luôn mọi người, để là ngày mai nghỉ cả ngày luôn đó. Do đó thì ngày mai làm chủ nhật, lương chủ nhật sẽ cao hơn ngày lễ, nhưng mà mình làm ca đêm như thế này mọi người, 5 tiếng từ 10 giờ tới 3 giờ nó cao hơn chủ nhật, nó cao hơn rất nhiều luôn. Đâu người từ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm là tăng ca ngày lễ, nó tăng ca lịch đỏ rồi, nhưng mà còn tăng ca cái ngày lịch đỏ nữa thì lương cao hơn nữa. Do đó thì nói chung là cũng bù qua chế lại như vậy, cố gắng một tí. Ông nó cũng hơi mệt mọi người. Ôi, có hai anh chồng nó dí nhau kìa, nên quay cho mọi người xem. Con heo rừng hai anh chồng vậy mọi người, hai anh chồng. Ồ, nó dí nhau chạy ngoài đường. Mọi người thấy không? Ở bên này là mấy con tự nhiên nó không ai bắt hết á, nó cứ chạy dù 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 luôn. Ở dưới cống mình nghe sột 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 ở dưới, là không biết có con gì dưới nữa. Do ở đi đi lâu lâu á, đêm khuya ngồi ngoài đường như thế này nè mọi người, ông sẽ nói chung là có rất là nhiều cảm giác luôn á. Có mình ngồi đây nói chuyện ha. Không, ở khúc này thì có đèn, nhưng mà khúc đi làm về dưới biển là không có đèn nha mọi người. Đó, do đó thì hôm nay là mình làm về, mình cũng nán lại, lâu lâu có chiếc xe chạy qua mọi người, thì mình cũng nán lại thì mình ngồi đây mình giao lưu với mọi người một tí như vậy. Không, để cũng chia sẻ cho mọi người. Đó, do đó thì chắc là bây giờ là mình xin dừng video để mình người ta chạy ngang, người ta thấy mình ngồi, người ta dòm mọi người. Đó, giờ đó chắc bây giờ là chắc là mình xin dừng video để mình vào mình tắm rửa rồi tranh thủ sửa video cho mọi người luôn. Nhưng mà đăng ngay giờ trưa nha mọi người. Đó, rồi chắc là cả ngày mình ngủ luôn á, không đủ sức làm cái video thứ hai nữa đâu. Mọi người cũng thông cảm cho mình nha. Ok, rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của mình đến giây phút này nha.
mọi người cảm thấy hay thì nhớ like, share, chia sẻ giúp cho mình có tinh thần, có động lực để mình ra nhiều sản phẩm video tốt hơn nha mọi người. Đâu, hôm nay thì không có chủ đề gì hết, chỉ đi làm về thì ngồi chia sẻ mọi người một tí vậy thôi. Đâu, không ai mà mới đi ngang kênh của mình lần đầu thì nhớ bấm đăng ký kênh, bấm cái chuông mình phải để có thể theo dõi những video mới nhất của mình. Ok, rồi bây giờ mình kết thúc video đây. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé. Bye bye.